Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương sắp chính thức về chung một nhà. Động thái mới đây của Bạch Lan Phương khiến dân tình đặt câu hỏi phải chăng đám cưới của cô và Huỳnh Anh đang đến gần. Cụ thể, mới đây Bạch Lan Phương bật mí tin nhắn trò chuyện với Huỳnh Anh. Theo nữ MC chia sẻ, vào chiều 27 tháng 4, bạn trai cô đi làm một số giấy tờ cần thiết. Khi Huỳnh Anh than vãn quá đông người ở nơi làm, Bạch Lan Phương liền hỏi thăm, được làm chưa chồng, cố lên, còn sớm được lấy vợ. Nhận được lời động viên, nam diễn viên để lại icon cười thích thú. Đăng tải hình ảnh tin nhắn Bạch Lan Phương hào hứng thanh niên đi làm một số giấy tờ cần thiết để kèm loạt icon trái tim yêu thương và tác tên người tình. Dù Bạch Lan Phương không nhắc gì tới chuyện cưới xin, nhưng qua việc Huỳnh Anh đi làm một số giấy tờ cần thiết kèm lời động viên sớm lấy vợ từ cô, cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng. Theo đó, nhiều người đặt nghi vấn phải chăng cặp đôi đang chuẩn bị cho các công đoạn cần thiết cho ngày trọng đại đang đến gần. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của dân mạng mà thôi, thật hư ra sao cần phải chờ người trong cuộc hé lộ thêm. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2022, nữ MC từng gây chú ý khi lấp lửng hé lộ thời điểm sinh con tiếp theo. Cụ thể, khi được người bạn đưa lời khuyên, đẻ con trai tuổi hổ tốt em ạ, Bạch Lan Phương liền phản hồi. Em tính làm chú mèo anh ạ, nhà nhiều hổ quá rồi bác. Qua màn tương tác, nữ MC được cho là đã có kế hoạch sinh con với Huỳnh Anh vào năm 2023. Bạch Lan Phương sinh năm 1986, cô từng là MC dẫn dắt một số chương trình của đài truyền hình Việt Nam như VTV Kết Nối, Thời Trang và Cuộc Sống. Tuy nhiên hiện tại Bạch Lan Phương chủ yếu dẫn ở các kênh truyền hình cáp và không còn lên sóng VTV. Dù đã ở tuổi 36 và trải qua một lần sinh nở, Bạch Lan Phương có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi. Bạch Lan Phương và nam diễn viên Huỳnh Anh công khai tình cảm vào tháng 11 năm 2020. Thời gian đầu quen nhau, Bạch Lan Phương thừa nhận có không ít những ý kiến trái chiều về chuyện tình yêu của mình. Tuy nhiên, cô cũng không quá bận tâm và hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc cùng bạn trai Huỳnh Anh. Được biết, nam diễn viên Thiên Sứ 99 thường xuyên dành nhiều hành động tình cảm cho người yêu khiến cộng đồng mạng không khỏi tan chảy. Đến tháng 1 năm 2021, nam diễn viên chạy trốn thanh xuân cầu hôn bạn gái. Từ khi công khai yêu đương, cặp đôi liên tục phát cẩu lương trên mạng xã hội, xưng hô vợ chồng cực ngọt. Song đầu tháng 12 vừa qua, cả hai vướng tin đồn trục trặc khi Huỳnh Anh đăng đàn tuyên bố Bạch Lan Phương không phải vợ, ẩn ý chọn nhầm người. Tuy nhiên ngay sau đó, cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Họ khẳng định Huỳnh Anh gặp sự cố mất điện thoại, ai đó đã vào Facebook anh đăng bài kém duyên. Cách đây không lâu, Bạch Lan Phương đăng tải clip ngắn ghi lại khoảnh khắc sai quắc cần câu của Huỳnh Anh. Ý là anh sai vì công việc thôi phải không? Ý là anh làm tất cả chỉ vì em, sai lên là nói không ngừng mồm một nhịp nào, ngồi ngay cạnh mà cứ phải gọi cho bằng được, Bạch Lan Phương hài hước tố cáo. Song, khiến dân mạng quan tâm hơn cả là chi tiết hé lộ mối quan hệ giữa Huỳnh Anh và bố vợ tương lai. Theo Single Mom tiết lộ, bố ruột cô đã rủ rê con rể đi uống rượu, nhưng cuối cùng lại để chú vợ đưa về. Bố vợ ok thật sự, rủ con đi xong bắt con lại luôn, để chú vợ phải ra đưa thằng bé sai lướt hước về. Hai chú cháu ôm nhau mãi không nỡ tách rời, như thể ngày mai là tận thế, Bạch Lan Phương hài hước. Qua chia sẻ của nữ MC, có thể thấy nam diễn viên thân thiết, được lòng đấng sinh thành cũng như người thân nhà Bạch Lan Phương. Trước đó, Huỳnh Anh cũng từng gây chú ý khi cùng bố vợ trang trí cơ ngơi kinh doanh của Bạch Lan Phương. Anh cũng từng lấp lửng về mối quan hệ tốt đẹp với gia đình người tình trên trang cá nhân. Khi gặp Phương, tôi đã rất bất ngờ về những gì cô ấy đã trải qua. Cô ấy cho tôi cảm giác tôi là mảnh ghép cô ấy cần. Gia đình cô ấy cũng tạo cho tôi không khí như tôi là một phần của nó. Vậy nên thế đấy, bọn tôi đến với nhau. Đúng là Phương hơn tôi 6 tuổi, nhưng sự thật là không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mà quan trọng trong bạn như bao nhiêu tuổi.